Kết quả 50S nữ khối lớp 4 lớp 5, hạng nhất em Trần Gia Hưng lớp 1 1 phút 05 giây 93, hạng nhì em Nguyễn Tùng Chi lớp 1 1 phút 11 giây 36 và hạng ba em Trần Ngọc Đăng Thanh lớp 54 1 phút 13 giây 69. Đợt 3, Hồ Võ Huy Hoàng lớp 45 ô 1,